Tại sao và từ khi nào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và ông Đào Minh Quân đã trở thành mục tiêu bị đánh phá dữ dội trên mạng? Đầu năm 2017, một số sự kiện quan trọng đã xảy ra và từ những sự kiện này, một số ảnh chụp kỷ niệm đã bị rò rỉ và lọt vào tầm ngắm của tình báo Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Vậy là hình ảnh nào? Sau đây là hai tấm ảnh trong số những tấm ảnh chụp đã gây ra phiền phức nặng nề nhất cho ông Đào Minh Quân. Ảnh số 1. Phái đoàn của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dự dạ tiệc tối ngày 19 tháng Giêng năm 2017 tại Washington DC, ngay sau khi có cuộc họp mật với Thượng hội đồng An ninh quốc gia của chính phủ Hoa Kỳ. Mà qua ngày hôm sau, 20 tháng Giêng năm 2017, là ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Vậy thì người này là ai? Ông Mario Rodriguez từng đảm nhiệm các chức vụ ở tiểu bang California và trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Năm 2001 tới 2009, ông Mario Rodriguez là thành viên của Ủy ban Tăng cường An sinh xã hội thời Tổng thống George W. Bush. Năm 2003 tới 2005, ông Mario Rodriguez đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang California. Năm 2004, ông đảm nhiệm chức vụ chủ tịch khu vực tiểu bang California trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống cho liên danh Bush-Cheney. Từng là thành viên của đội chuyển giao quyền lực cho thống đốc Schwarzenegger. Từng là thành viên trong hội đồng cố vấn tổng thống tại Đại học Concordia. Trước ngày 20 tháng Giêng năm 2017, ông đã tham gia đội chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông là thành viên trong Ủy ban Cố vấn Cộng đồng Người gốc Tây Ban Nha của Tổng thống Donald Trump. Ảnh số 2. Người này là ai? Theo các nguồn tin, báo chí trong và ngoài nước, kể cả các báo chí của Cộng sản Việt Nam như trang báo điện tử Thanh niên của Cộng sản Việt Nam, tướng lục quân Herbert Raymond McMaster đã được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Donald Trump. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và chia sẻ. We'll be right back.
đất Bắc con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm lan tóc. Dã từ miền Nam tan tóc con sống trầm luân kiếp sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốn phá. Và đêm thê lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con cháy mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối. Và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con. Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Hồn con rưng rưng con nhớ mắt mẹ hiền. Chiều buồn trên đất Bắc con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm lan tóc. Dã từ miền Nam tan tóc con sống trầm luân kiếp sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốt phá. Và đêm thê lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết con cháy mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối. Và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con. Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho dạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Hồn con rưng rưng con nhớ mắt mẹ hiền. Mẹ mến yêu.